bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện. Hôm nay chúng ta cùng đến một câu chuyện vô cùng xót xa của tác giả Bùi Ngọc Phúc với nhan đề Thoát Nghèo. Bà Vững đun xong xíu thuốc, liền nhanh chóng rót ra chiếc bát để cho nguội. Tranh thủ trời còn chưa nắng gắt, bà vo nắm gạo rồi cho vào chiếc son gang đã mẻ một góc để nấu cơm. Bếp được lợp mái tranh, nhưng nhiều chỗ đã mục nát, khiến những ngày mưa gió, việc đun nấu vô cùng vất vả. Trong chuồng lợn trống hơ trống hoác, chỉ còn một đôi ngan đang ăn chỗ cơm nguội thừa ở chiếc chậu nhựa cũ. Bà Vững bê bát thuốc lên cho con gái uống. Căn nhà cấp 4 cũng trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Thứ quý giá nhất là chiếc quạt điện cũ đang chạy đều đều, làm dịu bớt cái nóng cho mấy đứa trong ngoài đang ngủ chen chúc trên chiếc giường. Bà Vững ra chiếc phản kê góc nhà đánh thức con gái mình dậy. Đến giờ uống thuốc rồi Lài, dậy đi con. Nghe mẹ gọi, Lài gắng gượng ngồi dậy, nhấp môi vào bát thuốc. Cô khẽ nói với mẹ mình. Thôi, lần sau mẹ đừng phí tiền mua thuốc làm gì. Bệnh con đến giai đoạn này, mọi thuốc men cũng vô ích. Bà Vững ngập ngừng giây lát rồi nói với con gái. Hay mẹ đi vay thêm chút tiền rồi đưa con lên bệnh viện huyện. Lại lắc đầu, nói bằng một giọng kiên quyết. Nhà mình còn gì đáng giá nữa đâu, nhưng nơi vay được thì đã vay hết cả rồi. Nếu có tiền, con cũng không ra bệnh viện nữa. Con mà có mệnh hệ nào, mẹ hãy giúp con nuôi dạy ba đứa nhỏ. Nghe con gái nói như lời trăn trối, bà Vững ôm con vào lòng. Cả hai mẹ con cùng khóc như mưa. Lại vốn là cô thôn nữ khỏe mạnh và đảm đang trong việc đồng áng. Ở thôn hạ, khi nói đến cô, ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Khi vừa tròn 18, cô đã kết duyên với anh chàng Hạnh ở xã bên cạnh. Hai vợ chồng trẻ đều chí thú làm ăn và có chung ước muốn phải thoát được cảnh nghèo đói. Nhưng mới lấy nhau được 5 năm, có đến 3 mặt con, khiến cho cuộc sống của gia đình luôn trong tình trạng giật gấu vá vai. Khi đứa con thứ ba được 2 tuổi, Hạnh đã xin vào làm việc ở mỏ đá gần nhà để có thêm thu nhập. Nếu cả nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán thì chết đói. Lại ở nhà cũng xoay như trong chóng, vừa chăm ba đứa con ở cái tuổi trứng gà trứng vịt, cô vừa lo chạy chợ, hễ rảnh lại quay ra chăm đàn lợn. Vào một ngày cuối năm, Lại nhận được tin sét đánh ngang tai. Chồng cô bị tai nạn ngoài mỏ đá. Lúc đạp xe đến nơi, chân Lại khuỵu xuống. Vụ mìn nổ sớm hơn dự kiến, khiến chồng Lại đã thịt nát xương tan. Bình thường, chồng cô vốn là một người đàn ông cao to, cường tráng. Nhưng giờ đây, dưới manh chiếu rách được phủ lên, chồng cô chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, không còn ra hình hài. Gia cảnh quá nghèo, nên sau đám tang, bố mẹ chồng Lại đã ép con dâu ký vào bản thỏa thuận không kiện cáo gì. Đổi lại, công ty khai thác đá có trách nhiệm bồi thường 100 triệu đồng. Người ta hay nói, tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống không sai. Ngay khi vừa nhận mấy cọc tiền xương máu từ chủ mỏ, mẹ chồng cô đã mang, gửi ngay 20 triệu lên Hà Nội, cho cậu em chồng mua một chiếc xe máy. Cậu em chồng Lại vốn đang làm thuê trên đó, nhưng chưa bao giờ gửi một đồng nào về giúp gia đình. Một nách nuôi ba đứa con nheo nhóc quá vất vả, chưa kể phải phụng dưỡng bố mẹ chồng, khiến cô quay cuồng trong mọi việc. Đúng ngày giỗ đầu của chồng, Lại đạp xe ra ủy ban xã để xin xét vào diện hộ nghèo. Tài thư ký ủy ban nhìn cô một cách kinh ngạc. Anh ta nói bằng một giọng đầy mỉa mai. Nếu nghèo mà có mấy chục triệu cho vay nặng lãi, chắc tôi cũng muốn nghèo. Đến lúc này, Lại chợt hiểu. Hóa ra, mẹ chồng cô cầm 80 triệu còn lại đem cho vay lấy lãi. Lại buồn bã cầm đơn, rồi lầm lũi đạp xe về, trong cái nắng chói chang, với cảm giác buồn tủi.
Dạo gần đây, sức khỏe lại giảm sút nghiêm trọng, có vài lần ốm quá. Vì cần tiền mua thuốc nên cô đành phải hỏi mẹ chồng. Lúc lại vừa mở miệng, mẹ chồng cô đã bù lu bù loa cho rằng cô hỗn láo. Đó là tiền xương máu của con trai bà, không ai được động đến. Khi đổ bệnh nặng, Lai phải chạy vạy khắp nơi được ít tiền, cô bắt xe lên bệnh viện tỉnh khám. Cầm tờ xét nghiệm trên tay với kết quả ung thư vú giai đoạn muộn, Lai như người mộng du vậy. Cô khóc vì thương ba đứa con vẫn còn bé quá, sẽ không có người chăm sóc. Biết tin con dâu bị dính ung thư vú cần tiền mổ gấp, đến lúc này bà mẹ chồng cô mới đưa cho Lai 30 triệu và nói: "Con trai tôi đã chết, ba đứa cháu toàn gái nên không mong gì. Thôi, mấy mẹ con cô cầm chỗ tiền này mà tự lo cho nhau." Lai cầm tiền mà nước mắt tuôn trào vì đắng cay. Dù rất yếu, nhưng mấy mẹ con cô đành phải bồng bế nhau về nhà mẹ đẻ. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một bên vú, Lai trải qua 3 đợt xạ trị và truyền hóa chất. Số tiền mẹ chồng đưa, cộng thêm với vay mượn thêm nhiều nơi, cũng đã tiêu hết. Chính vì vậy, nên Lai kiên quyết không đi viện điều trị tiếp nữa. Dù sức khỏe đã yếu, nhưng Lai cố nói với mẹ mình: "Thôi, mẹ đừng đi vay tiền thêm nữa, nhà mình đã khánh kiệt rồi." Thương con, nên bà vẫn lặn lội đi mua thuốc nam về cho Lai uống. Tác dụng của thuốc chủ yếu là giảm đau và kéo dài thêm sự sống còn đang tính bằng ngày. Không đành lòng nhìn con gái chịu đau đớn, bà vẫn lại vác đơn ra ủy ban xã xin xác nhận hộ nghèo, với hy vọng nếu được cấp sổ chứng nhận hộ nghèo, bà có thể vay được 10 triệu từ quỹ xóa đói giảm nghèo của xã để đưa con đi viện. Niềm hy vọng vừa nhen nhúm đã bị dập tắt. Cán bộ xã cho biết nhà bà chưa đủ tiêu chuẩn để xét hộ nghèo. Bây giờ phải mấy hộ xin thoát nghèo rồi, chúng tôi sẽ xem xét. Trời mới sáng ra đã nóng hầm hập, đường làng vắng hoe vì mọi người còn ở ngoài đồng ruộng chưa về. Chốc chốc lại có từng cơn gió lào thổi như ném lửa vào mặt. Bà cụ Vững bước thấp bước cao về nhà. Trên tay bà có chục thang thuốc bổ mới cắt ở nhà ông Lang Thiện bên xóm thượng. Bước vào sân nhà, bà vẫn ngạc nhiên khi thấy ba đứa cháu lít nhít đang ngồi bên rồ khoai luộc. Con Hĩm thấy bà về liền khoe: "Mẹ cháu luộc cả rồ khoai cho bọn cháu ăn. Mẹ dặn không được làm ồn cho mẹ ngủ." Nghe cháu nói vậy, bà vẫn mừng vì con gái đã khỏe lại, chứng tỏ mấy thang thuốc bắt đầu có tác dụng. Bà vừa bước vào trong nhà, bất giác tim như có ai bóp mạnh. Đập ngay vào mắt bà có lọ thuốc diệt cỏ đã mở nắp và nằm lăn lóc ngay dưới chân phản. Con gái bà người cứng đờ, con mắt thì vẫn mờ trừng trừng nhìn lên mái ngói đã thủng lỗ chỗ. Những tia nắng lọt qua nhiều lỗ thủng rọi xuống tấm thân chỉ còn da bọc xương của Lai. Bà vẫn ngã gục xuống và gào khóc bên thi thể con gái một cách tuyệt vọng. Lúc vuốt mắt cho con gái, trên tay Lai rơi ra một bức thư với nội dung có nhiều chỗ bị nhòe đi vì nước mắt: "Mẹ đừng cố vì con mà vay tiền chữa bệnh nữa. Nếu có thêm 5 triệu hay 50 triệu thì bệnh con cũng vô phương cứu chữa. Con sống thêm ngày nào lại tốn kém ngày đó. Chỉ có cái chết mới giúp con thoát khỏi cảnh nghèo hèn này và không khiến mẹ quá vất vả. Con chết rồi, mẹ hãy dùng số tiền mọi người đến phúng viếng để mấy bà cháu tằn tiền chi tiêu trong một thời gian ngắn. Con gái bất hiếu của mẹ." Bà vẫn ôm bức di thư của con gái vào ngực và khóc thảm thiết: "Ôi con ơi, nếu không vì mấy đứa cháu còn nhỏ, mẹ cũng muốn thoát nghèo cùng con."